Park Shin Hee tiếp tục bị chê nhạt trong phim mới. Mức rating tập lên sóng mới nhất của phim Suicide Squad The Mist do Park Shin Hee đóng chính giảm trầm trọng. Người bị chê nhiều nhất trong phim là Park Shin Hee với diễn xuất nhạt như nước ốc. Theo Neon Sin Korea, tập mới nhất lên sóng vào tối ngày 3 tháng 3 của bộ phim TBC Suicide Squad The Mist với sự tham gia của Chu Sung Gu và Park Shin Hee đã được ghi nhận đạt mức rating trung bình trên toàn quốc là 5,2%. Đây là mức giảm nhẹ so với rating của tập trước bộ phim đạt được là 6,2%, đồng thời cũng là rating thấp nhất mà bộ phim đạt được kể từ khi lên sóng. Sau khi công chiếu ở mức 5,6%, rating phim Suicide Squad The Mist đã tăng lên mức 6% trong các tập tiếp theo cho đến nay. Tưởng chừng như đã bỏ mạng ở tập 4 Suicide Squad The Mist, nhưng may mắn thay, Tae-sun Jo Sung-gu đã kịp thời đưa Seo-hye, Park Shin-hee về cấp cứu. Sau khi tỉnh dậy, cô nàng Seo-hye chia sẻ rằng chiến tranh trong tương lai một phần chính là do Tae-sun gây ra vì đã phát minh thiết bị du hành thời gian, vì thế cô tỏ ý muốn hợp tác cùng anh nhằm ngăn chặn chiến tranh. Ngoài ra, cô nàng còn bật mí rằng bên cạnh đội truy quét còn có một tổ chức bí ẩn tên Sigma cũng đang truy sát anh. Dĩ nhiên là chàng trai đa nghi này không dễ gì tin lời nói của cô. Và ngay lập tức, anh đã ném cho Seo-hye một cọc tiền với yêu cầu đường ai nấy đi. Ở một diễn biến khác, Jung Hyun-ki hiểu lầm Seo-hye đã giết chết mẹ mình nên anh đã đồng ý với đội truy quét để trừ khử cô. Vừa mới chia tay chưa được bao lâu thì anh chàng Tae-sun đã quay lại tìm Seo-hye, sau đó cả hai về căn hộ để tìm chiếc chìa khóa trong chiếc vali quan trọng. Trong lúc đó, vì gặp vấn đề an ninh ở căn hộ nên cả hai đã qua đêm với nhau, cùng tâm sự về quá khứ và trở nên thân thiết hơn. Trong khi Tae-sun chỉ muốn tìm được anh trai thì Seo-hye lại muốn bảo vệ anh khỏi kẻ thù nhằm ngăn chặn chiến tranh nổ ra. May thay, cuối cùng cả hai đã tìm được tiếng nói chung và tiếp tục đồng hành cùng nhau. Nhưng nguy hiểm không bao giờ buông tha họ. Trong trailer tập 6 được tung ra mới đây, cả Seo-hye và Tae-sun đều rơi vào tình trạng nguy hiểm. Theo đó, cặp đôi chính đã cải trang để lẻn vào bữa tiệc của ngài chủ tịch công ty lượng tử vào thời gian, cũng chính là công ty của Tae-sun. Đội truy quét đã bị bắt thóp được kế hoạch này, Seo-hye bị truy sát gắt gao và rơi vào tình trạng nguy hiểm. Hyun-gi, người bị tẩy não đã bắn vào chân của Seo-hye để cản đường cô. Đoạn cuối trailer, Seo-hye phải đối diện với họng súng của kẻ thù và không có đường thoát. Trong khi đó, Tae-sun cũng gặp khó khăn không kém, anh bị người bạn thân của mình phát hiện trong bữa tiệc và sai người bắt giữ. Chính những điều Han Tae-sun nói về du hành thời gian tương lai đã khiến mọi người nghĩ anh là kẻ điên và tống anh vào bệnh viện chữa trị. Tuy nhiên, điều khiến Tae-sun đau lòng nhất chính là hai người bạn thân không tin tưởng mình mà lại đứng về phía kẻ thù. Suicide Squad The Mist là dự án đặc biệt đánh dấu 10 năm đài GTBC phát sóng, được đầu tư chi phí cực khủng. Theo một nguồn tin, phim có kinh phí 20-25 tỷ won, tương đương với 450 tỷ đồng, với sự tham gia của Cho Sin-gu và Park Shin-hee. Suicide Squad The Mist xoay quanh cuộc chiến của loài người với những sinh vật bí ẩn đang cư trú bí mật giữa nhân loại và gây nguy hiểm cho con người. Ngay khi phát sóng những tập đầu tiên, Suicide Squad The Mist giành được sự chú ý của khán giả với rating khả quan. Tuy nhiên, phim ngày càng vấp phải nhiều lời chê bai tiêu cực và khó có thể cạnh tranh được với loạt phim đang phát sóng như The Penthouse, Vincenzo, River West Zemun Zset. Người bị chê nhiều nhất trong phim là Park Shin Hee với diễn xuất nhạt như nước ốc. Cô vào vai chiến binh dũng cảm Kang Seo-hye nhưng không tạo ra được khí chất chiến binh. Dù đã rất cố gắng, Park Shin-hee vẫn toát ra vẻ bánh bèo vô dụng, quay các cảnh hành động yếu ớt làm người xem nản chí. Nhiều cảnh phim, Park Shin-hee gồng thấy rõ để ra vẻ một chiến binh mạnh mẽ nhưng không thành công, thể hiện sự hụt hơi thấy rõ. Dù đã nhiều năm đóng phim, diễn xuất của Park Shin-hee vẫn khiến khán giả phàn nàn vì gượng gạo. Park Shin-hee có diện mạo xinh đẹp nhưng khi xem cô diễn xuất, tâm trạng chung của nhiều khán giả là mệt mỏi. Kỹ xảo Suicide Squad The Mist bị nhận xét rẻ tiền, giả tạo, trông như phim từ những năm 1990, chất lượng hình ảnh thấp, nhòe nhòe thấy rõ. Theo dõi Suicide Squad The Mist khiến nhiều người không dám tin bộ phim này được đầu tư nhiều tiền đến vậy. Nhìn những hình ảnh trên, khó có thể tin Suicide Squad The Mist được đầu tư đến 20-25 tỷ won, hơn 450 tỷ đồng. Tuy nhiên, Jo Sung-gu là diễn viên gạo cội có kinh nghiệm, anh không phù hợp với nhân vật Han Tae-sun, một kỹ sư thiên tài. Park Shin-hee lại quá gượng gạo và không đủ độ ngầu để thủ vai đàn nữ Kang Seo-hye.